Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác một cái mẫu sản phẩm máy khoan. Máy khoan 3 chức năng các bác nhé. Máy thương hiệu Hukan. Một dòng thương hiệu đang được rất nhiều các bác khách hàng ưa chuộng và tin dùng. Đây là chiếc máy bê tông 3 chức năng này các bác này. Một chiếc máy màu vàng rất là đẹp các bác nhé. Khi mà các bác đặt mua về nó sẽ có một cái hộp đựng máy màu đen này. Đấy, thương hiệu Hukan, hàng thương hiệu các bác nhé. Hộp của nó rất là dày dặn, đẹp và chắc chắn. Phía bên trong thì là các bác sẽ có phiếu bảo hành chính hãng của công ty. Và máy thì cực kỳ là đẹp và chắc chắn như thế này các bác này. Để em sẽ quay chi tiết đầy đủ trọn bộ sản phẩm này cho các bác nhà mình được cùng tham khảo nhé. Máy này thì là máy 3 chức năng này các bác này. Đấy, 3 chức năng và các bác có đảo chiều đây nhá. Hàng Hukan dập nổi này. Nhìn cái con máy nó rất là đẹp, rất là xịn sò các bác nhá. Đấy, hàng cái này là hàng hãng nên là các bác sử dụng cực kỳ là yên tâm luôn. Về cái thông số kỹ thuật này. Thông số kỹ thuật thì cái này nó công suất của nó là 1050W. Đầu mũi khoan 2-26 đầu gài các bác nhá. 1180 vòng trên 1 phút này. Các bác dùng điện là trực tiếp 220. Một chiếc máy cực kỳ là đẹp và chất lượng như thế này. Phụ kiện đi kèm cho các bác thì là thứ nhất là các bác sẽ có một đôi chổi than dự phòng này. Và sẽ có là 5 cái mũi khoan nhé. Một cái thước đo ly này. Đó. Và trong 5 cái mũi khoan này thì các bác sẽ có là đây là 3 cái mũi khoan. Mũi khoan chân gà như này các bác này. Đấy, đây là mũi khoan chân gà để các bác sử dụng cho cái chiếc máy này. Có 3 chiếc mũi khoan và 2 chiếc mũi đục nha các bác. Đấy, 2 chiếc mũi đục thì cũng là chân gà nhưng mà nó sẽ có, thường thường nó sẽ có một mũi đục nhọn và một mũi đục bằng cho các bác sử dụng. Rất là đầy đủ nha các bác nhá. Cái này thì các bác sử dụng trong công việc gia đình hoặc là các bác thợ làm nghề, cái này sử dụng rất là ok. Nói chung là làm nghề hay làm gia đình cũng rất là xuất sắc đối với cái mẫu sản phẩm này. Đấy, em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác cùng tham khảo về tốc độ vòng quay của máy nhé. Đây. Máy chạy rất là êm và rất là khỏe. Công suất cực đại là 1050W các bác nhé. Đối với cái mẫu sản phẩm này thì bên em sẽ gửi tới tay cho các bác là giá là 980.000 đồng ạ. Chỉ với 980.000 đồng là các bác đã có thể là sở hữu một chiếc máy khoan bê tông 3 chức năng thương hiệu chính hãng Hukan. Hàng ngon bổ rẻ. Bên em bảo hành cho các bác giá đẹp nhất thị trường Việt Nam. Khẳng định là giá đẹp nhất thị trường Việt Nam cho các bác nhà mình. Bác nào đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Đây là hai số điện thoại chính của bên em các bác nhé. Đấy, bên em thì phân phối rất là nhiều các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Các bác mà quan tâm thì các bác nhớ là đăng ký kênh để đón xem những cái video tiếp theo của bên em. Bên em thì sản phẩm rất là đa dạng. Tất cả những cái dòng sản phẩm mà bên em gửi tới tay cho các bác đều là những cái mẫu sản phẩm chất lượng tốt và giá cả thì là cạnh tranh nhất thị trường cho các bác nhà mình. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Thì em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái video lần sau nhé. Và cái mã sản phẩm này vừa nãy em quên chưa đưa cho các bác cái model này. Đấy, đây là cái model nhé các bác nhé. Đây này, các bác có thể tham khảo về model máy để các bác tham khảo giá trên thị trường xem là giá cả có cạnh tranh không các bác nhé. Đấy, model của máy đây. Một cái sản phẩm rất là chất lượng. Và em cũng xin được tạm dừng ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào một cái video lần sau.